Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Điện máy Quý Trang nhé. Nay ngày hôm nay này em giới thiệu với các bác hai cái mẫu máy mài mà sử dụng đây là dòng động cơ không chổi than điện 220V các bác nhé. Như bình thường các bác đã biết những cái dòng động cơ có chổi than các bác rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà đây ngày hôm nay là đây là sử dụng giới thiệu với anh em một dòng máy là không chổi than luôn. Đấy. Con này nó có nhiều điểm khác biệt hơn so với nhiều dòng có than. Thì cái thứ nhất là anh em nhìn này, thân về thân máy thì nó sẽ thon gọn hơn so với các dòng khác. Và thân và cái phần chiều dài của nó ấy, nó sẽ dài hơn nhiều luôn. Đấy, tại vì rô ruột của nó sẽ được thiết kế là dòng 5 châm nhũ cửu. Đây em xem, cái nó sẽ dài như này. Đấy, nó sẽ thêm nhiều đoạn này. Đấy, mạch, bảng mạch các thứ nó sẽ rất là nhiều luôn. Đây, cái phần rô của nó sẽ là 5 châm nhũ cửu. Tại vì đây là dòng động cơ không than mà. Đấy, còn cái phần sơ tô của máy là nó sẽ nhiều có nhiều cuộn đồng hơn. Đấy, còn chỗ này là 5 châm nhũ cửu hút nó rất là chắc luôn. Đấy, anh em xem. Đấy, rất là chắc luôn các bác nhá. Còn trong đây này vẫn là bánh răm bằng thép. Đấy, anh em nhìn cái rô đột, những cái đầu của nó nhìn trông to hơn chưa? Đấy, trông rất là xịn sò luôn các bác nhá. Đây, và cái mã đầu tiên đây chính là, đây anh em xem về cái máy trước này. Đấy, thứ nhất là phần tên thương hiệu của máy, đó là mã, đây là máy mài hàng chính hãng của Deux, con này hàng nội địa Trung, tem đúc dập nổi luôn, hàng chính hãng các bác nhá. Đấy. Mã đầu tiên là mã K1-100, tức là nó sẽ sử dụng là đĩa cắt 100, đĩa cắt thông dụng các bác ạ. Về công suất thì công suất cực lớn luôn, lên đến là 2800W. Điện 220V. Nên là cái dòng máy này anh em cứ làm công trình làm cả ngày luôn. Về những cái dòng động cơ không chổi than ấy, nó sẽ anh em dùng cả ngày là nó sẽ dùng nó rất là tốt luôn. Và nó sẽ không bị nhanh nóng máy như các dòng có chổi than đâu ạ. Điện 220V các bác nhá. Và lưỡi cắt 100, lưỡi thông dụng các bác. Tiếp đến là cái dòng máy này Deux này, mã là K5-125, tức là máy này là nó sẽ vừa với lưỡi cắt lưỡi 125 và lưỡi 156 cũng vừa luôn. Tại vì ốp của nó đây là ốp lưỡi 156, lưỡi 156 vừa và lưỡi 125 vừa, nó chung cốt các bác nhá. Đấy, đi kèm thêm là sẽ có tay cầm này, cờ lê chắn chắn, tay mở đầy đủ và sẽ có một cái ống nước đường nước như này ạ. Cái riêng về máy mã K1 lưỡi 100 ấy thì em đang bán với giá là 1.200.000 bao ship tận nhà cho em mình luôn. Về với cái mã K5 thì giá là 1.500.000 bao ship tận nhà rồi các bác nhá. Đó, tất cả những cái dòng máy này bên em đăng lên cho bác đều đã được bao ship tận nhà rồi ạ. Đó, riêng anh em dùng cho em những cái dòng máy không chổi than, anh em cứ làm công trình chiến, làm cả ngày vô tư luôn ạ. Và dùng cả ngày thì nó sẽ có đỡ bị nóng máy hơn các dòng khác các bác nhá. Mã K1 thì đi kèm theo vẫn sẽ đầy đủ là tay cầm, cờ lê, thanh chắn và tay mở đầy đủ luôn ạ. Đây, bây giờ em sẽ test máy cho anh em nha. Tiếng máy nào ạ? Cực kỳ là êm và chạy khỏe các bác nhá. Và máy là có khởi động mềm đấy. Đấy, vừa nãy các bác nghe nó sẽ chạy từ từ đi lên đấy. Có máy có khởi động mềm. Và cái thứ hai điều đặc biệt nữa là máy này nó sẽ có chức năng là chống khởi động lại. Đây em sẽ bật lên cho anh em nhá. Em tắt máy đi này. Tắt máy đi à? Tắt máy đi, máy cũng sẽ dừng lại nhá. Sau đó em bật lại này. Đó, em cắm điện vào. Đó, máy không hề chạy luôn. Đây chính là chức năng chống khởi động lại các bác nhá. Bây giờ sau em bật lại là máy nó mới chạy này. Đấy. Đấy, rất là xịn sò luôn anh em nhá. Và cái thứ hai là máy này sẽ có thêm một cái cục, một cục nguồn ở đây để đảo chiều từ điện 2 chiều thành điện 1 chiều để đâu để con máy này nó chắc không bị giật điện đâu các anh nhá. Đây là kể cả là máy này anh em mà nhúng vào nước nó cũng không bị điện giật đâu ạ. Đấy, chỉ có giá là 1.200.000 thôi. Đấy, giá cả nói chung là so với các dòng khác giá cả cực kỳ hợp lý luôn các bác nhá. Và dòng máy to thì sẽ là 1.500.000. Bác nào có nhu cầu đang cần tìm mua một cái dòng máy mà dòng động cơ không chổi than để sử dụng làm công trình hoặc là mang ra cắt tường cắt đá, các bác tham khảo cho em những hai cái dòng máy này nhá. Anh em có thể vào kết bạn Zalo bên em, số điện thoại em đã ghi vào phần sản phẩm đây ạ. Các bác nào cần thì để lại số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo nhé. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.